Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay của Tâm Đa Media. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và nhiều niềm vui. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Trong vòng 6 đến 7 năm tới, tại SLEC sẽ thiếu tới 12.000 y tá, tức là 15% số y tá so với tình hình hiện tại. Hiện tại SLEC đang thiếu từ 3.000 đến 5.000 y tá và cần bổ sung thêm khoảng 11.000 nhân viên y tế khác để thay thế cho những người trên 60 tuổi sắp nghỉ hưu. Tổng cộng tại SLEC hiện có 80.000 y tá và tình trạng thiếu hụt y tá đã diễn ra trong thời gian dài. Công đoàn đã để ý đến điều này và họ đang yêu cầu tăng lương cho y tá cũng như tăng các khoản phúc lợi lao động hay các khoản trợ cấp khác. Thủy đậu là một trong những bệnh phổ biến nhất ở trẻ em nhưng căn bệnh này có thể diễn biến nghiêm trọng ở người lớn. Nam thanh niên 17 tuổi Thomas đến từ Uchinatlabem là minh chứng cho điều này. Vì thủy đậu mà nam thanh niên đã bị hôn mê sâu và các bác sĩ không cho rằng anh ta có nhiều cơ hội sống sót. Cuối cùng nam thanh niên đã giành chiến thắng trong cuộc chiến giành lại mạng sống nhưng đã bị mất đi hai chân. Các nhà tài trợ hiện đang thực hiện quyên góp để mua chân giả mới giúp đỡ nam thanh niên trên nền tảng Donio. Mới đây, ong bắp cày châu Á lần đầu tiên xuất hiện tại Séc và đã được phát hiện ở Plzeň. Loài côn trùng xâm lấn này có thể gây thiệt hại đáng kể cho những đàn ong khác bởi vì chúng ăn chính đồng loại của mình. Hiện các chuyên gia đang tìm nơi ong bắp cày châu Á đến Séc, cũng như chúng bay ở đâu và làm tổ ở đâu. Cách đây vài năm, ong bắp cày châu Á đã xuất hiện ở một số nước châu Âu, đầu tiên là tại Pháp. Sau đó chúng lan sang Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trước đây chúng không xuất hiện ở Séc do thời tiết lạnh. Các nhà khoa học Nga mới đây đã phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới bằng ánh sáng, còn được gọi là phương pháp quang động, cho hiệu quả điều trị bệnh trên 90% ở một số giai đoạn nhất định. Loại thuốc này đang bắt đầu được sản xuất tại Moscow. Loại thuốc mới có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ tiết niệu, đường hô hấp trên và da. Theo đó, ở một số giai đoạn nhất định của bệnh, tùy theo chỉ định sử dụng, hiệu quả của thuốc có thể đạt tới 90-100%. Loại thuốc mới này được bệnh nhân dung nạp tốt và không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, thuốc chống chỉ định cho bệnh porphyrin vốn rất hiếm ở Nga. Đây là chiều cao thấp kỷ lục của ngọn núi này trong vòng 22 năm qua, kể từ khi công tác đo độ cao của ngọn núi này bắt đầu được tiến hành. Hiện đỉnh của ngọn núi này đang ở độ cao 4.805m so với mực nước biển. Theo các nhà nghiên cứu, mùa hè ấm hơn đã làm giảm độ dày của lớp tuyết trên đỉnh Mont Blanc. Từ năm 2001, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu đo chiều cao của ngọn núi này định kỳ 2 năm một lần để tập hợp thông tin về tác động của biến đổi khí hậu với dãy Alper. Đỉnh núi đá của Mont Blanc có chiều cao 4.792m so với mực nước biển. Tuy nhiên, lớp băng và tuyết lưu lại trên đỉnh có thể làm thay đổi chiều cao của ngọn núi tùy vào điều kiện thời tiết và gió. Cánh tay robot được điều khiển bằng sóng não được hy vọng sẽ giúp bệnh nhân đột quỵ 68 tuổi Oswald Reedus phục hồi khả năng sử dụng các chi của ông trong 6 tuần. Bộ thiết bị gồm 5 điện cực gắn lên đầu của bệnh nhân và một cánh tay robot. Các điện cực có tác dụng đọc sóng não, qua đó kích hoạt lệnh để cánh tay robot di chuyển khi bệnh nhân nghĩ đến việc giơ cánh tay của họ. Sự lặp lại là cốt lõi của vấn đề. Mẹ và anh trai của ông Reedus đã qua đời do đột quỵ nên ông mong muốn hỗ trợ các nhà thiết kế hoàn thiện sản phẩm của mình. Ông cũng hy vọng thiết bị sẽ được giảm giá hay miễn phí trong gói bảo hiểm để những người cần đến nó có thể dễ dàng tiếp cận. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết sẽ xem xét nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá tại nước này. Biện pháp trên nhằm loại bỏ thói quen hút thuốc trong giới trẻ Anh và hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia không khói thuốc. Ông Rishi Sunak nhấn mạnh, hiện tại ở Anh, cứ 5 người hút thuốc thì có 4 người bắt đầu trước tuổi 20 và chính phủ cần sớm hành động để ngăn chặn và loại bỏ hoàn toàn thói quen hút thuốc trong thanh thiếu niên kể từ năm 2040. Lần gần nhất, chính quyền Anh đã nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua thuốc lá từ 16 lên 18 tuổi diễn ra vào năm 2007. Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveler vừa vinh danh Phú Quốc trong top hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn. Nằm ở vị trí thứ 8 trong danh sách, Phú Quốc là một trong những hòn đảo đẹp nhất châu Á với 88,89 điểm được bình chọn từ độc giả. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Phú Quốc được bình chọn trong top những hòn đảo đẹp nhất của châu Á. Năm 2022, đảo Ngọc của Việt Nam nằm ở vị trí thứ 6 trong danh sách. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sáng ngày mai.